Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cùng với em Lợi. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020. Em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một ngày mới làm việc tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay anh chị em nào mà có nhu cầu mua bán xe ô tô hoặc là trao đổi xe đã qua sử dụng thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090 hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và hôm nay em xin quay video chào bán đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda BT sản xuất năm 2017, số tự động, máy dầu, xe sử dụng động cơ 2.2, chiếc xe tên tư nhân, một chủ từ đầu và xe rất là đẹp. Sau đây em xin quay chi tiết từng ngoại thất, nội thất và máy đến quý vị và các bạn. Vâng, sau đây em xin phép quay về cái phần ngoại thất của chiếc xe BT sản xuất năm 2017 này. Xe khá là đẹp đấy. Về các cái gân, em quay về cái bên ngoài cho anh chị em xem cái đồng vỏ nhá. Cái ngoại thất này, các cái gân cabo hai mép rất chi là đều nhau. Đấy. Nên là tuyệt nhiên chiếc xe này là không bị đâm va tai nạn, và bên em có cam kết không đâm va tai nạn vừa kính vừa đèn. Và từ các cái mặt ca lăng và các cụm đèn đều là sáng và zin. Đấy, đèn rất sáng và zin theo xe nhé. Và đặc biệt là các cái tôn vỏ có cái lớp sơn này này, hầu như là nó rất chi là bóng và zin, nên là nó không có một chút gặn hoặc là bám bụi. Có một cái sơn gara, nếu như chiếc xe mà được sơn tĩnh điện thì nó rất chi là đều cái nước sơn. Và chiếc xe mà khi bị móp méo sơn lại bả tít lên và sơn lại có các gara thì thường thường người ta dùng súng người ta bắn, nên là cái tỷ lệ nó không đều và nó có bám bụi. Nên là chiếc xe mà sơn zin của nhà máy thì nó rất chi là đều và đẹp. Đây, như chiếc xe này này, nó rất chi là căng đấy, và các cái khe đèn, cụm đèn này nó rất chi là đều đấy anh chị em xem. Và đặc biệt là chiếc xe này còn một dàn lốp theo xe nhé. Xe đời 2017, xe lướt, chạy chưa hết một dàn lốp. Và lốp rất chi là mới đấy ạ. Đấy. Xe thì có trang bị thêm một số đồ chơi như nắp thùng bậc lên xuống và các cái đây là cam hành trình, cam lùi đều được có hết. Đây, camera lùi. Và đặc biệt là cái sơn vỏ rất chi là đều, toàn sơn zin theo xe. Đấy, và đặc biệt là cái lốp là lốp còn đắt, lốp theo xe đấy ạ. Đây, lốp theo xe khá là dày. Toàn bộ lốp và sát xi cái thứ này này. Em quay sát vào sát xi cho anh chị em xem. Sát xi hầu như là không bị cắt nối hoặc là có dấu hiệu là han gì của xâm nhận của muối mặn. Và cái cụm đèn sau định thế này, đèn sau đèn toàn là đèn zin thôi và nó rất chi là trong và sáng đấy, và các khe rất chi là đều. Nên là chiếc xe này thì cam kết với anh chị là không đâm va tai nạn ngập nước. Anh chị em xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Với chiếc BT máy dầu này thì đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. BT50 số tự động. Đây, em quay cho anh chị em xem mà về cái lốp, đát lốp là đát của 2017 và 2016 bên em đã kiểm tra hết rồi, toàn lốp theo xe nhá. Đấy, đát cái đát này là đát trung tuần 3 2016. Nên là toàn bộ cái đát lốp là lát 20 có theo xe hết. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2017 và đăng ký lần đầu là tháng 12 năm 2017. Đăng ký cuối năm 2017 nên là được bác chủ trước đi thì cũng là rất chi là giữ gìn. Xe đi loanh quanh trong phố nên là rất chi là đều và đẹp.
Vâng, với giá bán 515 triệu. Anh chị em nhanh tay bắt máy để sở hữu ngay được em Mazda BT 50 sản xuất năm 2017, số tự động, một cầu máy dầu màu titan hoặc là như em còn gọi là màu cà phê đây. Rất rất chi là đều và đẹp. Vâng, với giá 515 triệu, các bác nhanh tay liên hệ với em Lợi để sở hữu ngay một chiếc xe BT số tự động đời cao 2017, máy dầu khá là zin và xịn sò, toàn bộ rất chi là mới, từ tổng thể tất cả ngoại thất nội thất rất chi là đẹp, xe chạy một dàn lốp theo xe còn nguyên, chưa hết một dàn lốp, và có hỗ trợ vay trả gốc ngân hàng cho anh chị em nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Và sau đây em đi sâu vào cho anh chị em xem về các cái chi tiết nội thất bên trong. Về nội thất chiếc xe này thì đã được bọc ghế da rất chi là đẹp và zin ghế da theo xe trong hãng, và đặc biệt cái ghế này nè, nó ngồi rất chi là đang còn căng, vô lăng củ số cực kỳ mới. Đấy, toàn bộ này, cái ghế hầu như ít ngồi nên là nó rất chi là đều và đẹp, và mặt bàn thờ táp ly của cái xe ô tô này, đấy, rất chi là đều. Đây, đồng hồ cam đoan là 6,6 vạn. Đấy, đây là hệ thống âm thanh và điều hòa 2 chiều, auto nhé, điều hòa tự động các bác ạ, 2 chiều. Và mọi thứ nó hoạt động rất tốt, bên em là kiểm tra từ âm thanh nghe rất là hay và điều hòa cực kỳ mát và lạnh sâu. Còn về cái đây là cái củ số của số tự động, bản số tự động đây là P là đổ và phanh tay, tất cả hoạt động rất chi là trơn tru và ngoặt. Bên em đã kiểm tra về cái trần của cái xe này cực kỳ mới và sạch nhé, không hề bị ố hoặc là thâm chảy xước gì. Và đặc biệt là các cái táp ly cánh cửa đây, nó rất chi là mới đây. Đấy, táp ly toàn bộ này, nó rất chi là mới và xịn sò, lên cái gương kính điện đây. Và lên kính các thứ auto, bên em là kiểm tra, hoạt động rất chi là đẹp. Và đặc biệt là cái lớp gân da này, hầu như là nó chưa bị chảy lớp sơn và nó không bị mất một cái lớp da gà đi. Và đặc biệt đây là cái các phần chỉ của cánh cửa, hầu như là chỉ zin 100%. Cam kết với anh chị em, nếu như đâm va vừa kính vừa đèn mất chỉ hoặc là bị vừa kính thì bên em nhận lại xe, giá lại nguyên tiền cho quý vị các bạn. Đây, kính là kính thông số 2007 hết, 2017 hết, toàn bộ thông số theo xe hết. Đây, bên em là kiểm tra toàn bộ 5 kính. Và xin quý vị, đây là phía sau của chiếc xe, là toàn bộ cánh cửa phía sau bên lái chỉ zin hết toàn bộ. Ốc cánh cửa là không hề bị vặn tháo. Và đặc biệt là cái phần nội thất phía sau, ui mới thế, hình như là không có người ngồi nên nó rất chi cả căng và mới, không hề bị chảy rách. Với một chiếc xe nó là qua mới, xe lướt, toàn bộ rất chi là mới đấy ạ. Đây, em quay về kỹ trong nội thất cho anh chị em, có tích hợp vô lăng này, bóng khí này, nguyên zin. Đây em hướng máy quay về cái phần gầm cho anh chị em xem. Về cái phần gầm của chiếc xe thì không hề han mọt hoặc là bị xâm mập của muối mặn nhá, và không có dấu hàn cắt nối của các sắt xi bị đâm va, nên là bên em là kiểm tra rất kỹ. Và đặc biệt là phần máy không có chạy dầu hoặc là các cái động cơ hoạt động ở dưới gầm nó rất chi là chắc, nên em là thử trả. Và đây là hai cái cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ chỉ zin theo xe hết. Đấy, toàn bộ chỉ zin, em quay cho anh chị em xem.
toàn bộ chỉ zin và khóa cánh cửa là nguyên zin hết, tay mở cửa rất là đều và đẹp. Đấy. Cái tay mở cửa mạ chrome này rất là sáng bóng, và toàn bộ ốc cánh cửa là zin hết đấy ạ. Và đây là cái khóa hầu như là không bị vặn ra để chỉnh sửa cái khóa của khóa cửa. Đấy, nếu cái khóa này mà bị chỉnh sửa là chứng tỏ là bị đâm va, nhưng mà chiếc xe này cái khóa nó nguyên quá. Và đây, đây là cái cánh cửa phía trước chỉ zin toàn bộ luôn. Đấy, toàn bộ chỉ là zin hết, tay mở rất là mới. Và đây là ốc cánh cửa đây. Em quay cho anh chị em xem, ốc là ốc zin. Đấy, ốc toàn bộ là ốc zin hết, của nhà máy còn nguyên theo xe. Và các thông số kính, thông số kính là số 7 hết, Fomoco và số 7 hết. Đây, toàn bộ kính em kiểm tra hết rồi, là không bị vỡ và kính theo xe hết. Và sau đây em xin quay về cái phần đầu xe và phần máy. Phần máy thì bên em cam kết và máy hộp số là nguyên zin, chưa làm lại máy, chưa bị vặn bất kỳ một con ốc nào ở như máy như dàn quà ra. Và đây là cái cổ xả của cái xe, nó rất chi là mới, sáng trắng. Và toàn bộ cái phần nhựa và ốc đây, ốc có cái tai hai bên này, nó rất chi là đều. Và ốc cabo chưa hề vặn ra. Cặp đèn cũng thế đây. Đấy, toàn bộ là xịt xóa hết. Ốc két nước nguyên hết đấy ạ, toàn bộ. Và các cái đánh dấu của cái két nước là toàn bộ zin hết. Toàn bộ con như con nở này cũng chưa bị tháo này. Và đặc biệt là còn có lớp giấy bóng đây, lớp giấy bóng dán ở trên. Nên là chiếc xe này nó khá là mới và tròn. Bên em mới tuyển về nó cũng khá là đẹp. Và toàn xe chất lượng. Vâng, đây là chiếc máy động cơ đang hoạt động khá chi là êm và trơn tru. Đấy, toàn bộ động cơ đang hoạt động rất chi là êm và mượt, không có tiếng gõ gì. Máy dầu chạy như thế này là quá êm luôn. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda BT sản xuất năm 2017, số tự động một cầu, động cơ 2.2. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 515 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được tư vấn và chạy thử trực tiếp. Các bác xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.